Thưa quý vị, người tị nạn Syria ở Jordan kỷ niệm ngày tị nạn thế giới. Tin cho Atari Jordan, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và các cơ quan thiện nguyện đã tổ chức các trận đấu túc cầu tại trại tị nạn Atari ở Jordan để kỷ niệm ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6. Ông Andrew Harper, là đại diện Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Jordan, nói rằng Cao ủy đang tổ chức World Cup cho 9 người tị nạn. Các trận đấu có các đội phụ nữ. Mục đích của việc tổ chức là tạo cho người tị nạn cảm thấy không khí an toàn trong lúc trận chiến đang diễn ra tại nước họ và các nước lân bang. Ít nhất đã có khoảng 600.000 người Syria ghi danh tị nạn tại Jordan. Nhưng các giới chức tị nạn nói rằng chỉ có một nửa số người Syria chạy qua Jordan sinh sống tại các trại tị nạn. Số còn lại sống với người thân hay bạn bè tại các thành phố. Ông Harper nói rằng người Syria đang tiếp tục chạy qua Jordan vì xung đột ở Syria vẫn tiếp diễn và tình hình hiện giờ ở Iraq có thể tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới. Hiện giờ, trên thế giới có khoảng trên 50 triệu người tị nạn là những người không biết những gì sẽ xảy ra với họ vào ngày mai. Ông Abdul Hussein là huấn luyện viên của những cầu thủ trẻ nói rằng nhân ngày tị nạn thế giới, trại muốn tạo sự giải trí cho trẻ em. UNICEF và các tổ chức khác cũng giúp đỡ để có những trận đấu túc cầu tại trại tị nạn trong ngày hôm nay. Ông Mohamed Omari sống tại trại tị nạn trong 3 năm qua nói rằng người dân Syria đang mất hết hy vọng. Ông ta nghĩ người Syria sẽ giống như người Palestine tị nạn vĩnh viễn. Ông ta kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng giúp đỡ cho Syria. Liên Hiệp Quốc cho biết vào cuối năm 2011 đã có 43.3 triệu người tị nạn và từ năm 2011 tới nay đã tăng thêm 12 triệu. Theo bản phúc trình Liên Hiệp Quốc, đây là lần đầu tiên con số người tị nạn vượt quá con số 50 triệu người kể từ đệ nhị thế chiến.